Chuyên mục Trang thơ của cán bộ hội viên. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Trang thơ kỳ này, tạp chí Tri thức và đời sống xin được gửi tới quý vị và các bạn các bài thơ của hai tác giả Nguyễn Nhật Tiến và Lê Văn Bát, hội viên Hội Người Mù huyện Sóc Sơn, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2017. Mở đầu cho trang thơ kỳ này là hai bài thơ của tác giả Nguyễn Nhật Tiến, hội viên Hội Người Mù huyện Sóc Sơn. Bài thứ nhất, Viếng mộ Bác Võ Nguyên Giáp. Hôm nay con lại viếng thăm Quảng Bình đất mẹ, Bác nằm nghỉ ngơi. Bác Giáp ơi, Bác Giáp ơi, con thương nhớ bác đầy vơi trong lòng. Cháu con cả nước hằng mong được viếng mộ bác cho lòng thảnh thơi. Nhớ năm bác tuổi đôi mươi, đi làm cách mạng ra nơi chiến trường. Chỉ huy sáng suốt phi thường, thắng hai đế quốc quê hương Thanh Bình. Bác là vị tướng anh minh, trung thành với nước, nghĩa tình với dân. Bạn bè quốc tế gần xa đều suy tôn bác cầm quân đại tài. Đất nước xây đắp tương lai trên đường đổi mới ngày mai sáng ngời. 103 tuổi đời bác đi đất nước bao người tiếc thương. Nơi về yên nghỉ quê hương vũng chùa đảo yến thân thương tháng ngày. Vâng, là người đã từng trải qua những năm tháng gian lao máu đổ, nên tình nghĩa đồng đội trong thơ của tác giả Nhật Tiến như một phần máu thịt thiêng liêng. Sẽ không ai ngạc nhiên với những vần thơ ấy, nhưng chắc hẳn không ai không bất ngờ với những cảm xúc hoa đồng lộc đến gai lòng người của tác giả Nhật Tiến. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hoa đồng lộc. Anh đến thăm em một buổi chiều, tượng đài gợi nhớ biết bao nhiêu. Thương em bổ kết anh đem tặng, gội cho em xanh mái tóc kiều. Ngày ấy năm xưa chính nơi đây, giặc Mỹ dội bom suốt đêm ngày. Em vẫn lên đường làm nhiệm vụ, san lấp hố bom, súng chắc tay. Tháng năm phơi phới tuổi 20, gian khó hiểm nguy vẫn hát cười, tình yêu tổ quốc luôn rực cháy, dẫu phải hy sinh cả cuộc đời. Ngày ấy thôi rồi em đi xa, quê hương đất nước mãi ngợi ca. 10 cô gái ấy nơi đồng lộc, 10 đóa hoa xuân vạn lời ca. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đi qua những bài thơ của tác giả Nhật Tiến, và giờ chúng ta sẽ đến với những bài thơ của tác giả Lê Văn Bát. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, thế nhưng mất mát, đau thương thì vẫn còn đó. Để giành được độc lập, tự do và thống nhất đất nước, hàng triệu người con ưu tú trên mảnh đất hình chữ S đã ngã xuống. Và những người thương binh khi trở về với cuộc sống đời thường đã cống hiến hết mình cho xã hội, cho gia đình. Để thực hiện lời dạy của bác tàn nhưng không phế, anh thương binh Lê Văn Bát, Hội Người Mù huyện Sóc Sơn đã xây dựng cho mình một gia đình ấm no, hạnh phúc. Anh đã dành tặng tình yêu của mình cho người vợ, vì người vợ chính là nguồn ánh sáng trong cuộc đời của anh. Sau đây, xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn bài thơ sáng tác của tác giả Lê Văn Bát dành tặng cho người vợ của mình qua giọng đọc của chính tác giả. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi
Xin đọc bài thơ Nguồn Sáng Trong Đời. Bài này tôi tặng người vợ thân yêu nhất của tôi, vì đã thay tôi là nguồn sáng của tôi, vì đôi mắt tôi đã lòa do chất độc dioxin, và thay cánh tay tôi vì bị giặc đạn thù xé nát. Nhân cái ngày tri ân những gia đình có công với cách mạng, thương binh liệt sĩ, tôi xin được trình bày. Đời chiến binh tháng năm dài gian khổ, ngày trở về thân thể chẳng vẹn nguyên. Em chờ anh như bến đợi con thuyền, nơi quê hương ven sông cầu xanh ngắt. Dioxin làm anh lòa đôi mắt, em thương yêu là nguồn sáng trong đời. Cánh tay anh giặc đạn thù xé lát, em là người thanh cả đôi tay. Tự nhủ lòng bị thương nặng còn may, may hơn nhiều người nằm sâu dưới cỏ. Hồn các anh còn phiêu diêu đâu đó, qua nhắn tìm đồng đội dõi tin nhau. Đời có em, anh dịu vết thương đau, sống có ích, sống vui cùng con cháu. Vì tổ quốc hiến dâng phần xương máu, thương binh tàn nhưng không phế mà em. Bài thứ hai, Vẫn Biết Em Đẹp Xinh. Vì sao tôi lại viết bài này? Bởi vì tôi bị lòa mắt sau khi tham gia cuộc chiến tranh về đôi mắt lòa do chất độc da cam dioxin, cho nên cũng không biết được vợ mình như thế nào. Nhưng chỉ biết rằng người phụ nữ dũng cảm đến với đời tôi, làm vợ tôi, và tức là tôi cho đó là người phụ nữ đẹp nhất trong đời tôi. Vì thế tôi sáng tác cái bài này. Tôi xin nhân cái ngày hôm nay tôi đọc cái bài Vẫn Biết Em Đẹp Xinh. Sao em lại thương anh mà còn yêu anh nữa, thế rồi còn làm vợ thương binh tàn như anh. Em ơi, đời chiến tranh anh không còn nguyên vẹn, mất một cánh tay rồi ôm em không được chặt. Chất độc màu da cam cướp đời anh đôi mắt, nhìn em không rõ mặt vẫn biết em đẹp xinh. Em làm vợ thương binh bao nhọc nhằn gian khổ, anh như chim có tổ với nỗi đau trong lòng. Những điều anh ước mong giờ đây anh đã có, em với đàn con nhỏ mãi mãi là của anh.